đằng đằng sau này là bị nấm rất là nhiều này, ui chảy cả máu luôn này. Đây phải có thuốc để bôi vào đi không à. Đấy, bên trên này cũng có này. Chim thôi được rồi lắm. Đâu đấy, nó dưới cái thấy chưa thế rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, ngày hôm nay thầy Hưng tóc dài quá thì cháu có mang theo tông nơ là ra để cắt tóc cho em Hưng ấy các bác. Cháu cũng trước là cũng đi cắt một hai lần, bây giờ là lâu là không động chạm đến cái tông nơ rồi. Ngày hôm nay lại tiếp tục là đi cắt cho Hưng một lần để cho Hưng nhớ đời luôn quá. Cắt đầu chồng nhá. Không, cắt đầu cua thôi. Cắt đầu cua à? Cua nha anh nhá. Ừ. Ok. Thì bây giờ là sẽ tiến hành là cắt tóc chào cho... Chào công tóc bà. Ừ. Ê, Thuận đâu rồi? Thuận đây. Đây, Thuận đây. Ui, lại có bó hoa to thế. Tặng ai hôm nay, tặng ai ấy? Hả? Tặng cho thợ cắt... Các bà. Ừ. Tặng thợ cắt tóc không? Đây, bây giờ là sẽ tiến hành là cắt tóc cho em Hưng của bác. Đây. Cái này có ngắn quá không nhỉ? Okay. Em bị đầu bị ấy rồi, bị nấm rồi, bị nấm á, đầu nấm á. Ừ. Lấy thuốc để bôi cho mình, cắt cua xong là tí bôi thuốc cho nó dễ. Cắt cho bây giờ cắt quả này chắc là qua Tết rồi nhỉ? Đúng rồi. Cắt cho qua Tết luôn. Hôm trước đi cắt cho hai ông cháu, cho Quyết đi gặp Quyết là đang cắt cho ông thế là thành bậc thang hết. Không có tông đơ, cái có tông đơ này thì cắt nó dễ hơn này các bác. Cắt kéo là hơi khó để chơi đấy. Đấy, kèm mà rất là nhiều công việc quá. Vừa là cắt tóc, vừa là đi làm chương trình thiện nguyện luôn các bác. Ôi, đầu em bị nấm thật rồi. Đúng rồi. Bị ngứa à? Vâng. Anh có cái thuốc kia bôi có biết có khỏi được không? Ngứa lắm. Cái này phải hôm nào phải đi mua cái dầu gội của nó rồi. Có dầu gội bán á? Ừ. À, sao biết hay vậy? Dầu gội trị nấm. Ừ, có chỗ là hay là có cả cháy không? Không, cháy có rồi. Màu vét để tính cân không? Hả? Một cân nâng cao, một cân. Sao đầu cua thì phải cắt như này nhé. Ừ. Đau á? Hả? Đau à? Không. Sao kêu ý vậy? Nó, cái dung này nó kêu to quá. À. Cắt cho nó thành đầu tròn luôn nhá. Ừ. Thần đang cười cái gì? Chắc là không xấu đâu á. Làm đây cắt cho cặp tóc không làm đón Tết luôn. Cắt gọn gàng như này thì sẽ nếu mà bôi thuốc thì nó sẽ dễ bôi hơn. Ừ.
Tỏ là kiếm tiền dễ nhỉ, nếu mà được anh đi cắt tóc ngày cũng được vài cái đấy. Nhưng mà ai chịu cắt không? Ui, đầu nấm này các bác bị nhiều quá. Cái này đỏ hết rồi, ngứa lắm à? Vâng. Này có thuốc gì không rồi, này có thuốc về bôi gì? Đằng sau này rất là nhiều này các bác, đỏ đỏ như này, bôi thuốc vào thôi. Này không chỉ nó sớm không à, hỏng đầu ấy. Thế thì ở nhà anh cũng hay được nhờ cắt tóc lắm ấy. Chứ là không qua trường lớp nhưng mà cũng hay được các ông già hàng xóm là hay nhờ. Hôm nay này ra tận đây để cắt cho em. Cắt thứ đấy đỡ tốn tiền đi quán nhỉ? Đúng rồi. Quán nữa hay là mất mấy chục nữa, mất mấy chục nữa. Cắt cho nó gọn gọn xong là thì anh xem xuống cấp 3 xem có thuốc để trị nấm không? Vâng, có thể mua cho em trị nấm. Cắt quả tóc này xong không khéo thì gái làng này kéo đến thì nhìn chết không? Nấm nhiều quá. Mày mua thuốc vào thôi. Mua thuốc vào khó là một phần. Người có bị không? Không. Người bị đau thế đúng không? Ừ. Đó gọi bằng cái dầu rửa bát kia không khỏi mà anh em gọi suốt không biết khỏi.
Cái bát đó. Ai mách thế? Trước có chú mách vào khỏi, nhưng mà chắc là bị nhẹ thì khỏi, nhưng mà em bị nặng quá. Rồi bát thì nó ở đâu rồi bát, chứ sao thì mang đi gội đầu. Vậy nhờ có cái canh chứ. Nhớ ổn định chưa? Gần ổn rồi. Hay sai sai. Sai là tại vì đau đấy, mình đau đấy. Của Thuận có cắt không Thuận ơi? Thuận mình có phải cắt thôi nhà. Đâu rồi? Đây mà. Đâu đấy? Cái gì đây? Đang nghỉ cái gì đây? Thuận ốm à? Hả? Chị nương đi lòng mày chứ. Đâu đừng có cắt lòng mày của em nhé, chịu thua đấy. Chị nó đi đấy. Nào sao? Ghê chưa? Ui, chưa cân đó. Chưa cân. Chỗ bán này chưa cân ạ. Nó bị méo này. Tương đối đấy. Được rồi, vậy thôi. Tương đối rồi. Lại ho rồi. Đi một tí lông mày rồi. Đây cô bác, đằng sau này là bị nấm rất là nhiều này. Ui, chảy cả máu luôn này. Đây phải có thuốc để bôi vào đi không à. Đấy, bên trên này cũng có này. Thôi được rồi lắm. Được rồi, quá là đẹp rồi. Khả năng mai phải đi mua thuốc rồi. Đâu, quay đây xem nào. Thấy cân rồi mà. À được rồi, đâu. Ý càng sửa lại thành càng sửa đấy. Xong rồi đi cả mảng luôn đấy. Lâu thế mới được có một tí tẹo tóc nhá. Rồi, cắt lắm mà. Cắt luôn nào. Cắt luôn nhá, thuận nhá. Cắt luôn nào, cắt đầu chồng nhá. Ừ. Lại buồn thế không thầy? Ôi, ôm bó hoa rất là to này. Hoa này là đi chăn đi nhà về à? Hả? Đúng không? Có rất là nhiều hoa này các bác. Hoa cứt lợn.
Hoa này là hoa cái gì nhỉ? Hoa này anh không biết tên này. Còn cái này là hoa của cây cái gì nhỉ? Rất là nhiều của bác ạ. Cho em mang về đi. Ôi sao lại buồn thế rồi? Hả? Thuận về nhà, chạy về nhà lấy cho gội cho em gói nào. Đi đi lấy cho gội về cho em gội đầu đi. Nhanh. Ok nào. Cắt xong rồi. Úi giời, quá là đẹp trai. Sáng sủa hơn trời. Bây giờ là gọn gàng sạch sẽ luôn rồi. Đấy, đi cả đôi lông mày nữa là đẹp đấy. Thế là thế anh có đa ngành đa nghề không? Thế thì anh chẳng đa nghề. Để bó hoa của em Thuận là mang về nhà cho em Thuận thôi. Để vào nhà đi. Vâng. Bây giờ gội đầu nữa là ok rồi. Có đun nước không? Không. Để nước là cũng ấm nhỉ? Nước này em ấm. Nước ấm cúng. Thế lạnh thế là vẫn chưa gieo được mạ đâu đúng không? Chưa anh ạ. Để em ấm mới gieo được. Ừ, chết lắm. Chết thì nó lại khối hết là khối lên đấy. Đúng ạ, ung hết. Lại hỏng hết. Cháu Khương xin chào các bác. Ngày hôm nay thì cháu Khương lại tiếp tục giới thiệu với tất cả các bác là hôm nay cũng có cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Và hôm nay thì cháu cũng xin giới thiệu với tất cả các bác. Và ngồi bên cạnh của cháu Khương là hai bạn nhỏ. Đây, em chào các bác đi. Con chào các bác. Quyết à? Con chào Khương các bác. Đây là cái sản phẩm đầu tiên. Cái sản phẩm này là mật ong khoái rừng này các bác. Đây là mật ong khoái thì cháu Khương cũng đã thu mua về. Và cái hai chai này thì bây giờ là cháu có còn đúng hai chai này thôi các bác ạ. Cũng gần hết rồi. Thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương. Đấy là cái sản phẩm đầu tiên là mật ong khoái rừng. Cái sản phẩm thứ hai là chè san tuyết này các bác. Đây là chè san tuyết, cây cổ thụ ở trên Hà Giang này này. Thì cháu cũng có bán ở trên kênh. Đấy, còn ngoài ra thì thứ ba là cái sản phẩm là chối hột này các bác. Đây là chối hột. Hôm trước thì cháu Khương với cả em Hiền là đi trên rừng già lấy về ấy. Thì bây giờ đã được phơi khô là đóng gói như này rồi các bác ạ. Đó. Còn cái sản phẩm thứ tư là măng miếng này. Đây là măng măng nứa này các bác. Đây là măng nứa là cháu cũng đóng gói như này rồi. Đây là măng nứa. Là đây là măng miếng này. Còn thứ hai nữa là măng dối này các bác. Đây này, đây là măng dối này. Là có hai loại, còn loại này là xé ra rồi, còn này còn nguyên này các bác. Đó. Còn cái sản phẩm thứ năm đây các bác, đây là cái sản phẩm là nấm hương rừng này các bác. Đấy, đây là nấm hương này. Đây là sản phẩm thứ năm. Còn ngoài ra thì còn có cả miến này các bác. Đây là miến rong ở trên Hà Giang của cháu Khương này. Đây là cũng một gói như này là 1 cân 1 này. Đây là miến sợi bé, là miến rong. Còn miến rong to là sợi to như này này các bác này. Đó. Cũng khá là nhiều sản phẩm. Bây giờ thì đây là mộc nhĩ này các bác. Mộc nhĩ thì cháu Khương cũng có phơi khô rồi. Bây giờ cũng đóng gói hết rồi các bác ạ. Đấy, còn ngoài ra cái sản phẩm cuối cùng là sản phẩm hạt dồi này. Hạt dồi này là cháu có đóng thành lọ một rồi các bác. Một lọ đây là một lạng. Là cũng được hơn 200 đến 300 viên đấy các bác. Đấy. Đây là để gia vị ở các món ăn rất là thơm này các bác ạ. Ở trên đây là cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Cũng mong là được quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương. Để cháu Khương có thêm cái nguồn kinh phí. Để đi chia sẻ những cái hoàn cảnh vùng cao ở trên này còn rất là thiếu thốn đấy các bác. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục theo dõi video ạ. Đánh đầu rất là nhiều. Rồi gội đầu xong là có cái khăn không? Lấy thêm cái khăn vào. Làm một cái áo này. Cảm giác ghét thế. Ui giời. Trời một phát lên cả người ấy. Nước này may là cũng là nước nguồn là ấm ấm. Hay đi đun nước. Thôi. Ốm ấy. Ốm thì sao? Chắc không ốm nữa đâu. Ui giời. Cái sao lại dầu vào bát? Không, em gội cái này trước. Ui giấy dầu gội chứ. Cho nó hết vi khuẩn ấy. Đấy dầu rửa bát rửa là nó hỏng ấy. Gội là nó hỏng ấy. Anh để anh rửa cho. Cúi đầu xuống. Rửa nó.
Mùi rát. Rát đó. Bây giờ rửa bát này nó có cái vị gì như mùi rát thế. Đó Thuận ơi, nhìn lên. Đỏ hết rồi mà. Nhìn Khương. Không đỏ đâu. Anh thấy cái này còn tí tóc nữa, cắt mất cái này đi. Đâu? Đấy nó vướng cái... Thấy chưa? Thế rồi. Để gọi nó rồi nó xong là về nhà anh tra phí quà cho em. Còn món quà nữa cơ. Hôm nào lên là cũng có quà của các bác gửi đến cho hai anh em đấy các bác. Hôm nay lại tiếp tục là món quà dành đến cho hai anh em. Để cho hai anh em mua sắm Tết đấy các bác. Đi nha, quỳ đâu xuống nha. Bây giờ nó lại thơm tho rồi nha. Dùng hai loại cho vội. Thứ nhất là xà bằng cái dầu nhiệt áp trước. Tí nữa. Rồi. Đây rồi. Thế là combo hôm nay là vừa cắt gội nhá. Cắt lại gội. Có cái gì lâu nhỉ? Để em có cái áo đấy nó bị dính tóc rồi. Lâu luôn. Khá lâu luôn à. Ôi, cổ còn dính nha. Đây này. Ủa, phải tắm chứ. Ủa, không tắm đâu. Không tắm á? Tháng tắm một lần. Ui trời, cũng bẩn quá. Trời ơi, ba cái ngày tắm một lần. Đúng rồi, lạnh quá thì lên nước tắm thì hai ngày tắm một lần được. Em 3 ngày ấy chứ. 3 ngày luôn à? Ừ. Cặp tóc trông rất là sáng sủa luôn các bác. Rất là đẹp trai luôn rồi. Đấy. Nên là gái làng là kéo đến là không đỡ nổi đâu đấy. Hôm trước một tuần mới tắm lần. Ôi sao em Thuận buồn thế? Em Thuận. Sao buồn thế? Ê, này cho nên là anh rất lắm anh ôm một cái xem. Ôm cái đi đi về đi. Đi về mà lại. Đi về đi. Đây về nhà để anh trao quà nào. Ôi trời. Ngã đấy nhỉ. Mất cái tí rồi. Hôm nay là đi cẩn thận nhá, đi nhanh vào. Mai sập xuống thì vào đầu luôn đấy. Cái thang lên nhà này các bác. Rất là dốc. Dốc lắm. Để ở đâu đây đó. Mặc áo đi. Cái áo vào cho đẹp trai. Ê, người Mỹ đó. Thêm cái đèn cho nó sáng đi. Nhà là hơi tối quá ạ. Tối, hơi tối. Phải đi theo phụ kiện. Lắm lúc là đi đường cũng cần đến đấy các bác. Như qua đỉnh đèo gió là không có cái đèn này hỗ trợ là đi hơi vất đấy các bác ạ. Sương mù nhiều quá. Ô, trên dưới đây lắm sương lắm nhỉ. Quá nhiều sương. Cũng ngủ đèo gió bây giờ thì khỏi nói rồi. Đây, bây giờ là sáng rồi. Đây, anh Thuận cầm hay là bạn này cầm. Sương gương lên xem. Đẹp không? Ôi giời, quá là đẹp trai. Quá là đẹp trai rồi. Nhiều dâu ria quá. Đấy, bây giờ là phải cái, từ cái món quà các bác gửi lên xong là cắt tóc cho em. Cái hôm nay là combo là cả gối đầu luôn. Cắt gỗ. Hôm nay thì đây, cho đây, cho đây. Lạnh thôi, không đây, đây, để anh trao quà cái. Đẹp quá. Ôi. Đây này có một món quà đến cho hai anh em. Khoanh chân nào, thì là... rồi. Đi đâu mất tiêu rồi. Hay là cái sổ nhà rồi. Nhiều quá thì cũng khó mà lần luôn. À đây rồi. Là bàn ốc tên. Đấy có gửi $400.
400. Cô là có gửi là 1 triệu đồng. Vâng ạ. Đấy thì có những có bé Hiền này 100.000 này. Vâng. Hương 100.000. Vâng. Quyết 100.000. Vâng. Anh 200.000. Vâng. Còn lại là em là 300.000. Vâng. Đấy thì nay thì anh sẽ trao cho em 300.000 để hai anh em tự mua sắm đồ Tết nhá. Vâng. Giờ anh cũng không biết là những cái đồ nào mà em cần mua nên là anh cũng không để mà lấy nhiều ấy. Vâng. Đấy thì là anh sẽ rút tiền mặt đưa cho em là 300.000 này. Vâng. Và cũng không muốn là tiết lộ thông tin của cô nên là cô có bảo là với anh là giấu tên. Vâng. Thì đây là món quà của cô giấu tên. Đấy, anh sẽ trao cho em nhé. Vâng. 100 này. 200. 300. Đây là cô giấu tên. Vâng. Nhá. Thấy cũng thay mặt hai anh em cũng như là bé Hiền, bé Hương, là bé Quyết và cả cháu Khương nữa. Và cô đã gửi món quà rất là lớn đến với chúng cháu. Ngày hôm nay thì cái món quà thì cháu cũng đã trao đến cho hai anh em rồi là 300.000. Cháu cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã đồng hành cùng cháu Khương để trao những cái tình yêu thương đến với các em nhỏ đang thiếu thốn về mặt tình cảm ở trên vùng cao này cô bác. Còn bây giờ thì cháu chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cô nhé. Nào em Thuận nào. Bà giấu tên. Đấy. Em chúc bà giấu tên đi. Con cảm ơn bà giấu tên. Con chúc bà gia đình có thể sức khỏe và thật nhiều không? Nó lại xem, nói to nói to nói to lên xem nào. Nó bé thế này không ưng đâu. Nói thế, nó bé là nhìn lên xem này. Nhìn nó đây. Cảm ơn bà đã tin con chúc bà và gia đình có nhiều sức khỏe, gặp thêm nhiều may mắn trong cuộc sống bà nhé. Rồi thì nói to thế chứ. Con cảm ơn bà giấu tên ạ. Con chúc bà và gia đình có thật nhiều sức khỏe ạ và gặp thật nhiều may mắn trong năm mới bà nhé. Thế bây giờ thì cái combo cắt gội thì anh không lấy đắt đâu, anh lấy có 100.000 thôi. Đấy là đưa cho anh 100.000. Thôi anh chia thôi. Đấy là cũng ra đến nhà của anh em rồi. Bây giờ là quả tóc của em thì chắc là phải qua Tết là mới cắt được vậy nhỉ. Được, chắc là hết 15. Tóc này mạnh nhanh lắm. Anh cắt thì không được đẹp lắm đâu nhá. Ai ai có hỏi thì đừng có bảo là anh Khương cắt nhá. Đấy, bây giờ tóc là cũng gọn gàng rồi. Đón một cái Tết là sẽ được quý cô bác anh chị gửi lên rất là nhiều quà. Mong là cái Tết năm nay thì hai anh em sẽ được vui hơn những năm khác thôi cô bác ạ. Anh thì cũng không biết nói lời nào hay cả. Mong sẽ là hai anh em sẽ đón một cái Tết thật là vui vẻ. Đến mọi năm thì khả năng là hai anh em chưa có được nhiều quà như ngày năm nay đâu nhá. Đấy thì chúc hai anh em là có nhiều sức khỏe, đừng có bỏ em gái mình đi đâu nữa nhá. Đấy, bây giờ thì các bác cũng ủng hộ rồi, cái kinh tế gia đình hiện tại là cũng có 3 con dê rồi, cố gắng mà chăm non để cho phát triển, là sau này thành đàn rồi sẽ từ từ mà có cái nguồn kinh tế gia đình thôi. Mình làm ăn thì không phải là ngày một ngày hai là mình đi lên được cả. Đấy, cũng phải chăm non, đấy, cả gà nữa, cố gắng chăm sóc nhé. Đấy, còn em Thuận thì cố gắng đi học nhé. Nhớ phải ngoan, nghe lời cô giáo nhé, chưa nghe lời anh trai nhé. Còn thiếu thốn về cái gì thì hiện tại trong quý của anh vẫn còn tiền của em, thiếu gì thì có thể là gọi điện cho anh để anh sẽ mua lên cho hai anh em nhé. Vâng. Thế cô bác bây giờ thì cũng chia sẻ những cái thước phim của hai anh em lên thì cũng có sự đồng cảm của quý cô bác anh chị gửi cho hai anh em. Bây giờ hiện tại cái quý mà để mà làm nhà cho hai anh em thì cũng chưa đủ các bác ạ. Hôm trước là khi tôi chia sẻ cái thước phim mà bị cô ở bên Hàn Quốc là có dặn với cháu Khương là làm trùng dê để sau là cũng không làm được cái trùng dê đấy, là không nhận được món quà của cô đấy để mua dê cho hai em. Thì chia sẻ cái thước phim đấy lên thì cũng có nhận được với các bác anh chị đồng cảm đến và gửi cho một số khoản tiền. Hiện tại thì cũng không thể nào mà mua thêm dê được vì em Hương là cũng chưa có kinh nghiệm. Bây giờ phải chăm hai cái ba cái con kia là có cái kinh nghiệm đã. Sang năm nếu như mà nhận được nhiều tiền hơn thì cháu Hương sẽ có thể là cho vào quý để làm nhà cho hai anh em thôi các bác. Bây giờ giáp Tết rồi thì cũng chỉ là đi trao quà với cho các em nhỏ thôi, là cũng không tiến hành được cái ngôi nhà.
mong sao sẽ tiếp tục nhận được sự trợ duyên của các bác gửi đến cho hai anh em, để làm sao hai anh em có được cái căn nhà chắc chắn hơn các bác. Bây giờ đang đứng ở trong cái ngôi nhà của hai anh em thì rất là nguy hiểm các bác ạ, không biết là ngày nào sập đâu các bác. Cái tấm pro là cũng mượn cái đi xin hàng xóm người ta tháo dỡ ra là mang về lập thôi. Bây giờ đấm thủng ở trên cái mái của mái nhà của hai anh em ấy thì cũng nhắc mình nhớ tí nữa em phải rất là nhiều lỗ thủng đấy. Thế nên phải đi trả tiền từ phụ kiêm chứ. Bao nhiêu tiền nhỉ? Hôm trước là 450.000. 450.000 à? Ừ. Đấy, bây giờ có tiền giả không? Bây giờ có. Chỗ này thì có đủ đâu. 450.000 đấy có 300 thôi. 300 có đủ không? Tí nữa đi trả cho chú bằng vậy đó. Có làm nào đi trả bằng vậy đó. Nhưng mà còn để sắm Tết mà. Vâng. Đúng không? Vâng. Giờ còn để sắm Tết nữa. Nếu như mà cần thiết thì anh cho mượn nhé. Chú thì bảo lại đưa cho chú vào đi sắm Tết này. Họ chú hỏi thì anh đưa thêm cho em là 150 cho già cho người ta đủ nhá. Vâng. Nhưng mà cái này để sắm Tết, còn cái chỗ chiều 7 kia có đủ để mua thức ăn không? Có, cái kia chắc đủ anh ạ. Thì bây giờ hiện tại thì cái số tiền thì cũng chưa đủ trả người ta các bác, thì cháu sẽ lấy cho em Thuận, em Hưng Thuận là mượn 150 nữa để cho em Hưng là cho nó đủ cái số tiền để giả cái tấm pro cũ ở trước nhé. Đấy, là đủ 450 đúng không? Vâng. Thì bây giờ thì thế thì người ta cũng cần đến mua đồ Tết đúng không? Vâng, hôm nọ chú vào cũng Tết rồi thì xem để giả cho chú. Thế thì đi tranh thủ giả người ta cũng giúp được mình là mang được những cái tấm lợp về che nắng che mưa rồi. Rất là lâu đấy, 7-8 năm nay rồi á. Vâng. Thế là người ta cũng rất là quý hai anh em mới cho nợ lâu như vậy ấy. Vâng. Yeah, mình mang đi giả người ta đi. 7-8 năm nay mà cái nhà đấy là 7-8 năm nay. Cái bên này ấy, trước chú ấy tháo mình lập toàn tấm mới thì tấm cũ không đấy. Chú định là đợt đấy là bố em còn thì bố em bảo đi hỏi là đi mượn đây, mượn về xong cũng chưa có tiền giả ấy. Thì là em cũng không nhớ nữa. Thế đến lúc chú ấy hỏi thì bảo là lấy cái mái bên này là của nhà chú đấy thì em mới nhớ. Em mới biết là của chú ấy, chứ còn nếu chú không bảo thì em không biết, em cũng không nhớ luôn đấy. Đúng rồi, em còn nhỏ làm sao mà em đã nắm được. Ngày trước thì bố mẹ em đi lấy, không phải em lấy. Đợt đấy em chắc thì còn mười mấy tuổi thôi chứ đúng không? Vâng. Chắc là tầm tuổi quyết thôi, mười mấy tuổi thôi, 13-14 tuổi thôi á. Tầm đấy chắc được độ 15 tuổi mà. 15 tuổi đúng không? Thế thì cũng biết rồi. Nhiều khi em đi học thì em cũng không nhớ, tầm đấy còn đi học mà. Không biết là bố mẹ lấy đâu về cơ. Thì chú hôm nọ chú cứ sang nhà em ngồi thì uống nước thì chú bảo cái mái bên này là ngày trước bố cháu mượn của chú về lập ấy. Thế bằng vậy thì em mới bảo là vậy thì cháu nhớ có cái gì mà bây giờ em cứ gặp các bác ở trong làng thì bảo là cái đấy cái gì mà không phải em đi mượn đấy, thì mà ngày trước bố mẹ em đi mượn thì nếu mà có lấy thì cứ bảo em để em sẽ cái giả cho các chú ấy. Cũng bảo vậy thì các chú ấy bảo được rồi, cái gì mà ngày trước bố mẹ cháu mượn thì chú sẽ bảo. Phải bảo em mới biết, còn đúng không, rồi phải không bảo biết. Chứ đúng rồi mới biết. Thế tôi cố gắng thôi, để người ta đã giúp mình rồi thì mình cũng phải không có hôm nay thì ngày mai có, thì mình cũng giả từ từ thôi. Đấy, em bây giờ cũng rất là khó khăn nên là cũng nói khéo với các bác là bây giờ hoàn cảnh của em như thế thì hai anh em thì cũng không đi đâu kiếm tiền được. Đấy, còn bọn anh lên đây thì cũng là giúp em được phần nào đấy thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Cố gắng để thứ nhất là phải cho em Thuận là đi học đến nơi đến chốn. Vâng. Cuộc sống của em Thuận là còn có tương lai rất là rộng. Đây, cái gì một em bé thôi nhưng mà rất là giỏi. Ôi giời ơi, cái này cái gì đến đấy rồi. Đây các bác bây giờ thì nội dung cái thước phim đến đây thì cũng khá là dài rồi. Cháu Khương cũng xin phép là khép lại cái nội dung video tại đây thôi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Con chào các bà. Con chào các bà.